Và mình cũng có check được ở trên trang của Fado á, thì cái sản phẩm này khi mà mang tới về Việt Nam á, nó sẽ có cái mức giá khoảng gần 1,5 triệu. Hi, chào mừng bạn đã quay trở lại với channel của mình. Ở video lần này thì mình sẽ tiếp tục cái series Unbox, mở hộp và chia sẻ những cái cảm nhận đầu tiên của mình về một cái sản phẩm mới nào đó. Là những cảm nhận đầu tiên luôn nha mày, mình chưa sử dụng sản phẩm này lần nào hết. Thì hôm nay cái sản phẩm mà mình muốn mang đến cho các bạn là con RB Rope Luxury Molding Wax. Thì đây là một cái sản phẩm với một cái mức giá khá là cao. Mình check được ở trên Amazon á, thì giá của sản phẩm này ở thị trường Mỹ á, thì nó dao động trong khoảng tầm 39 đô, tức có nghĩa là tầm khoảng gần 850.000 Việt Nam đồng á. Và mình cũng có check được ở trên trang của Fado á, thì cái sản phẩm này khi mà mang tới về Việt Nam á, nó sẽ có cái mức giá khoảng gần 1,5 triệu. Thì đây là một cái mức giá rất là khá là cao đối với một con sáp vuốt tóc. Và thường thì các bạn sẽ chỉ thấy những cái mức giá này ở những cái sản phẩm rất là cao cấp, như là các dòng Patrick M1, M2, M3 chẳng hạn. Thì tính xét riêng về cái khoản giá thì chúng ta có thể gọi đây là một cái sản phẩm có mức giá khá là cao. Nói một chút về thương hiệu Oribe thì đây là một cái thương hiệu của Mỹ được thành lập vào năm 2008. Và thương hiệu này thì chuyên về các sản phẩm dành cho tóc nữ. Tuy nhiên thì họ vẫn có rất là nhiều những cái sản phẩm được phát triển riêng dành cho nam. Họ có dầu gội nè, dầu xả, dưỡng tóc, những cái chai xịt tóc để tạo kiểu dành cho nữ. Tất nhiên là họ cũng có cả sáp vuốt tóc nữa. Và thậm chí là họ còn phát triển ra những cái dòng như là wax nè, paste và cả pomade nữa. Gần như là đủ một cái bộ tạo kiểu dành cho nam giới luôn đó các bạn. Và mình có tham khảo trên website của họ thì sản phẩm của họ hướng đến hai yếu tố chính, đó là sự sang trọng và mùi hương. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng mở hộp và trải nghiệm thử sản phẩm này thì để xem là điều đó có đúng hay không nhé. Ok, trước tiên là về phần thiết kế thì đây anh em có thể thấy đây là một cái sản phẩm có cái vỏ hộp giấy bên ngoài. Tuy nhiên thì mình cảm thấy đây là một cái vỏ hộp giấy nó không được, chất liệu của nó không được tốt cho lắm. Và như cái sản phẩm mình nhận được ở đây các bạn có thể thấy là những cái đường nó bị gãy nè, những cái đường mà nó bị cấn mớp và đập rất là rõ ràng luôn. Nó không thật sự cao cấp đối với một sản phẩm có giá hơn 1,5 triệu ha các bạn. Mặt trước của sản phẩm chúng ta có thể thấy tên thương hiệu nè, tên của sản phẩm, và cái dung tích của sản phẩm này là khoảng 50ml. Thì đây là một cái dung tích cũng khá là thấp so với cái giá của nó. Chí ít thì Patrick chúng ta vẫn có khoảng 75ml, có nghĩa là nhiều hơn hẳn con này. Ở phía trước chúng ta có một cái logo hay là một cái hình gì đó được in dập nổi như thế này, mình cũng không rõ đây là cái hình gì nữa. Ở phía bên mặt bên của sản phẩm thì chúng ta có thể thấy được những cái thông tin của sản phẩm về cách dùng nè, cũng như là cái công thức và cái khả năng bảo vệ tóc khỏi tia UV. Thì cái sản phẩm này có khả năng bảo vệ tóc khỏi tia UV ha các bạn. Ok, và phía mặt dưới của sản phẩm chúng ta có thể thấy rõ cái thành phần của sản phẩm này. Và đây là một sản phẩm gốc nước các bạn có thể dễ dàng thấy thành phần water ở đây, cũng như là cái thành phần nhiều thứ hai là lanolin. Thì mình dự đoán đây là một cái con sáp nó thiên về dưỡng và nó cũng có cái tính bóng dầu một chút, vì cái thành phần mở cừu khá là nhiều ở đây ha bạn, như là nơi sản xuất và mã check QR code. Rồi, cũng không có điều gì đặc biệt lắm. Rồi, đây là hộp sáp bên trong. Thì cái thiết kế của cái hộp sáp này á, nó là dạng hình tròn, cái nắp tròn bên dưới và phía dưới là một cái hình bát giác. Và cái thiết kế này nó cũng khá là lạ, bởi vì mình chưa từng thấy cái thiết kế này trên bất kỳ một cái hộp sáp vuốt tóc nào trước đây. Tuy nhiên cơ bản thì nó cũng là một cái hộp dạng hình trụ tròn và dạng có một cái nắp mở ở đây thôi. Đây, ở phía trên bạn có thể thấy cái logo của cái sản phẩm này. Và cái chất liệu nhựa của cái sản phẩm này nó khá là cứng ha bạn. Đây, chất liệu nhựa của sản phẩm này nó khá là chắc chắn và khá là cứng đấy. Ok, và tiếp theo chúng ta sẽ tiến đến với phần chất sáp bên trong ha. Đây là chất sáp của em, nó được đổ rất là đẹp luôn. Và các bạn có thể thấy đây là một cái chất sáp nhìn thì có vẻ là rất là mịn luôn, màu trắng sữa. Và bây giờ mình sẽ thử scoop out nó ra thử xem nó như thế nào ha. Rất là mềm luôn các bạn ơi, đúng chất một con sáp chứa khá là nhiều lanolin luôn. Nó rất là mềm và nó có một chút gì đó nó dầu dầu và nó bóng bóng ở trên tay của mình. Và
con sáp này xoa ra tay nó có cảm giác như là giống như là một con mút wax vậy các bạn. Có nghĩa là một con sáp nó thiên hướng mút wax khá là nhiều. Và nó, mình có cảm giác như là mình đang xoa ra tay con Gold Digger hoặc là con Babylon Revolution trước đây mình đã từng trải nghiệm rồi đó. Rất là mềm và nó rất là nhiều dầu, khá là nhiều dầu dưỡng ở trong này. Đây, về mùi hương của sản phẩm này á, thì mình ngửi ra rất rõ cái mùi gỗ đàn hương và có một chút gì đó khá là fresh, dạng như có một chút cam chanh bergamot ở trong này các bạn. Và cái mùi này mình thấy nó khá là giống với lại mùi của Gold Digger, tuy nhiên nó ở một cái mức độ gọi là đỡ nồng hơn và nó thanh nhã hơn là cái mùi của Gold Digger. Và mình nghĩ đây là một cái mùi hương rất là dễ ngửi và không kén người ngửi lắm đâu. Tuy nhiên thì mình thấy nó hơi có một chút gì đó nữ tính một chút. Và nếu như những bạn nào yêu thích những cái mùi hương nó hơi độc lạ một tí á, thì mình nghĩ là sản phẩm này sẽ không đáp ứng được điều đó. Bởi vì cái mùi hương này nó chưa đủ sức gọi là quá khác biệt so với những sản phẩm khác trên thị trường. Và bây giờ mình sẽ thử lấy một ít sáp để freestyle, để xem thử là cái khả năng freestyle của con sáp này nó như thế nào nhé. Chất sáp rất là mềm mà xoa tay rất là dễ, và cái cảm giác xoa phải nói là cực kỳ thích luôn. Xoa ra tay thì gần như là nó sẽ tan hết như thế này, nó không có để lại sạn hay là bợn gì trên tay cả nhé bạn. Ok, sau khi đã freestyle thì mình đánh giá đây là một cái sản phẩm có khả năng freestyle khá là tốt, mặc dù là nhà sản xuất không đề cập đến cái vấn đề này trong cái phần thông tin của sản phẩm. Tuy nhiên thì việc mình freestyle với sản phẩm này so với việc mình sấy chay á, thì mình cảm thấy là tóc của mình nó không có bị nóng lên quá nhiều, cũng không cảm nhận được cái mức độ nóng lên quá nhiều. Cái mức nhiệt mà mình để á, là mức nhiệt trung bình và tốc độ gió cao nhất. Thì mình cảm thấy với mức nhiệt này á, tóc của mình nó không có bị quá là nóng so với cái việc là mình sấy chay bằng nước thông thường. Về cái khoảng mà lên phơm cũng như là độ phồng á, thì mình thấy là sản phẩm này làm việc khá là tốt ở trên cái nền tóc trung bình dày của mình. Độ phồng thì nó không quá là cao như là những cái sản phẩm Lumente Jack hay những cái sản phẩm Jupiter Freestyle khác. Tuy nhiên thì với một cái độ phồng như thế này thì cũng có thể gọi là rất là ổn rồi. Đặc biệt đối với những cái người mà không thích độ phồng quá nhiều như mình. Và sau khi sấy xong á, thì sản phẩm này cho mình một cái độ mượt tóc rất là tốt. Mình đoán là cái này là do cái thành phần lanolin ở trong thành phần của sản phẩm. Nó làm cho cái mái tóc của mình nó rất là mượt và nó đạt một cái độ bóng có thể nói là tầm mesh size ngay từ đầu luôn. Và khi mà mình lấy tay mình sờ lên tóc như thế này á, thì mình đã cảm thấy rõ ngay cái độ mượt này nó cực kỳ mượt luôn các bạn. Nó không có bị quá khô như là những cái sản phẩm freestyle thông thường khác. Khi mà mình sấy xong rồi á, thì luôn luôn là mình sẽ cảm thấy những cái độ kết dính cũng như là những cái sợi tóc nó sẽ hơi bị khô một chút. Tuy nhiên đối với cái sản phẩm này thì nó sẽ không có cái tình trạng đó các bạn. Khi mà sờ lên tóc thì rất là thích và rất là mượt luôn. Ở phần thông tin của sản phẩm thì nhà sản xuất có lưu ý là đây là một con wax, tuy nhiên là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng nó như một con bồ mây để chải lược luôn ha. Và ở video lần này thì mình muốn thử hardcore nó một tí, có nghĩa là sử dụng nó như một bồ mây để xem nó có thể lên được form như thế nào. Và sau khi đã ốp thử khoảng 2 step lên trên tóc á, thì cái sản phẩm này nó khô lại khá là nhanh các bạn. Do đó thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tạo kiểu luôn để tránh việc nó bị khô lại nhanh quá. Ok, và sau khi tạo kiểu thì mình có một số những cái cảm nhận như sau. Thứ nhất, đây là một con wax không nên dùng làm bộ mây hả bạn. Mình đã hơi sai lầm ở cái chỗ đó rồi đó. Vì khi mà các bạn ốp một cái lượng sáp nhiều lên tóc ấy, thì nó sẽ khô lại rất là nhanh. Đây là một cái sản phẩm mình không hiểu sao là nó khô lại cực kỳ nhanh luôn. Và cũng như là cái độ kết dính ấy, thì nó rất là dễ cho làm cho những cái lọn tóc nó bị trơ đi.
và nó sẽ thiếu những cái kết dính giữa những cái lọn tóc với nhau, làm cho cái việc mà các bạn chải lược nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều và rất là dễ bị đứt rụng tóc. Cũng như là cái sản phẩm này nó sẽ làm cho cái phom tóc của bạn nó hơi bị cứng và nó sẽ không được mềm mại và uyển chuyển như là những cái sản phẩm bồ mây thông thường. Độ dây nếp của sản phẩm này, nếu như các bạn sử dụng nó như là một con wax ấy, vuốt tay, thì mình đánh giá nó tầm khoảng medium hold, hoặc nếu các bạn sử dụng nhiều hơn một chút ấy, thì nó có thể tiệm cận lên ở một cái mức tầm khoảng firm hold, có nghĩa là một cái mức độ dây nếp nó không quá cao, nó vừa đủ. Với một độ dây nếp như thế này thì mình nghĩ đây là một cái sản phẩm sẽ thích hợp hơn đối với những cái bạn nào có chất tóc từ mỏng cho đến trung bình. Tất nhiên là những cái bạn nào có chất tóc dày á thì các bạn sử dụng sản phẩm này vẫn ok thôi, không sao. Các bạn có thể sử dụng thêm một lượng lớn hơn một tí để chúng ta có thể tối ưu hóa cái việc giữ nếp. Về texture thì đây là một sản phẩm cho các bạn texture cũng khá là nhiều đấy. Mình có cảm giác như là texture con này nó khá là giống với lại con Bivalent Revolution mà trước đây mình đã từng đánh giá. Texture của con Revolution như thế nào thì con này nó giống đến khoảng 8-90% như vậy. Độ phồng của sản phẩm này thì ở một cái mức mình nghĩ là vừa đủ, nó không quá cao nhưng mà cũng không quá thấp đâu. Kết hợp với lại một cái độ bóng theo mình đánh giá là trên mức mesh size một tí thì mái tóc của bạn trông có vẻ nó sẽ dày lên. Ok, tổng kết lại thì với những cái trải nghiệm đầu tiên của mình với cái sản phẩm này thì mình nghĩ đây là một cái sản phẩm sẽ thích hợp với những bạn nào muốn một cái trải nghiệm nó khác lạ hơn so với nhiều sản phẩm khác trên thị trường, cũng như là trải nghiệm cái cảm giác gọi là luxury á, có nghĩa là một cái sản phẩm nó thiên hướng về dưỡng tóc nè và hiệu năng, và cũng như là cái trải nghiệm vuốt nó rất là khác biệt. Tuy nhiên với một cái mức giá 1,5 triệu cho 50ml sản phẩm như thế này thì Oribe Arup Luxury Wax không phải là một sản phẩm hướng đến đối tượng người dùng phổ thông. Với số tiền đó thì mình nghĩ những bạn thực dụng một tí sẽ có thể sắm cho mình một con sáp vuốt tóc hiệu năng cao rồi nè, thậm chí là một chai dầu dưỡng tốt, và thậm chí luôn nha là cả một cặp gội xả rất là ngon trong tầm giá luôn. Do đó thì mình nghĩ với những bạn nào thiên hướng về thực dụng một tí á, thì các bạn có thể sẽ không chọn sản phẩm này đâu. Còn các bạn nghĩ như thế nào? Với mức giá đó thì các bạn có bỏ tiền ra để trải nghiệm thử sản phẩm này hay không? Hãy comment ở phía bên dưới cho mọi người cùng biết nhé. Ok, và đó là tất cả những gì mình muốn nói trong video lần này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.